Anh nhím có ước mơ trở thành nàng tiên cá. Con số gì đây? Uầy! Mẹ à, mẹ số 17. 15. Hả? Ơi, 17. Số 17. Đấy, số 17. Có mẹ mày ám sát. Anh độ số 1 chắc luôn. Anh độ ơi, anh độ ơi, độ số 1. Đó à, đó ám sát. Đấy, anh độ gặp Canada hợp luôn. Anh chết. Ui, chú chip bồ đông. Uầy, chip già bồ đông luôn. Ai? Chịu luôn chú ơi. Ui giời, toàn phê thứ 3 kìa. Đủ hết rồi đấy. Mùa đông đến rồi. Lại làm vịt thế sao? Đây là con đà đà. Ui ui. Ui, 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 con đà đa nha mọi người ơi. Ui quá cả đà đa nha, xong đấu. Sao lại đói quá. Anh, thầy ông Nếp ơi, tắt giáp đi, thầy vẫn ngồi trong VIP này. Thầy ơi. Có biết em bé ấy. Số 9 ngẫu nhiên. Số 9 ngẫu nhiên ra kẻ soi mói. À kẻ rình mò. Con vịt. Vịt ơi. Vì happy ending no cặp gió hen. Ê anh Nhạc mới ở dưới kia mà. Anh Nhạc chui lên đây kiểu gì đây? Ơ ở dưới nào? Kia là tele. Ê ê, anh Nhạc vừa spawn bên trái mà nhở? Ừ. Quá. Là mày đi cửa á? Tele. Anh Nhạc tele. Đi cổng. À mà. Cổng tele à? À. Anh đi đường đấy nhở? Ui. Anh chỉ biết nói ấy nhở? Cao. Chết cao. Tao biết tao đang vẫn chính là tao. Ông chú ơi. Ui có ai sang sang à có ai xuống bên dưới hội trường làm nhiệm vụ không? Mẹ mày nhiệm vụ đéo toàn ở bên dưới vậy. Đi anh Đỗ ơi. Không, đứng đây thôi. Rồi ôi. Cú cú. Gì đây? À. Cú 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 cú. Ôi, thằng làm nhiệm vụ vịt này chúng mày ơi. Không, em lau đèn. Thằng quang keo, thằng quang keo vừa lau đèn này, thằng quang keo vừa lau đèn này. No, 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 no. Quang keo à, quang keo. No. No. Nghỉ lắm, nghỉ lắm, nghỉ lắm. Chim làm gì, mình gì? Ôi, đi đâu bao nhiêu người nhìn sau rồi. Các bên trái phòng luôn chua mọi người ạ. Có hai cái hẻm mà cái hẻm đi lên chỗ bật đèn ấy. Ủa? Nãy đứng gần nhìn nhất là anh Huy này. Ủa? Chẳng anh Huy luôn. Mấy mấy giặc. Không. Phải anh đi theo cái kíp mà. Thằng Nhím vừa đi với thằng Nhạc mà. Không phải Huy đâu. Ơ? Ê, đúng. Nhờ. Đúng không? Hình như là Nhím vừa đi với cả Nhạc mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nhím đi chung với Nhạc. Đúng rồi, lúc đầu ra là tao mày với cả thằng Dep support với nhau xong gặp thằng Nhím xong mày đứng với thằng Nhím luôn mà. Không không, lúc này em thấy Dep với Nhím đứng một mình nào không có Nhạc. Là lưng cũ nhỉ. Ờ, vì có em. Ủa? Ủa? Có mà. Anh Nhạc là có phải là chạy từ không, đúng thật là. Mày với không, hay thằng này bú Canada nhỉ? Không phải. Em làm gì trông giống bú Canada đó. Không phải. Không chắc không phải Canada đâu. Không tin em có phải đẩy đâu, em đang chạy với chú và chị Ali. Trời ơi, report dưới mà sao giết được? Không có ai report luôn chứ. Không thấy, có thấy nhỉ? Nhỉ. Em nghĩ là thầy ông Nếp. Đúng rồi, cũng phải. Cái rãnh ở chỗ. Á nghi ngờ anh Đỗ Misi. Là không, anh Đỗ Misi đang bên phải thôi. Tao đi với cả một rừng người mà. Với tao mà. Chăm chỉ là nhiệm vụ vậy. Khá là. Là bên trái của Đỗ Misi đi. Mọi người có nhớ không? Nhạc lại cái gì nhỉ? Để có chức năng xử lý thôi chứ nhỉ. Phải liền bây giờ là dân đi làm nhiệm vụ cũng không cho. Được phát. Được quan chức năng xử lý rồi. Ảo thật. Đi làm nhiệm vụ không cho, đi một mình cũng không cho. Yeah. Muốn sống sao?
Hôm nay chị cả đi đâu mà ăn mặc trông như đi tiệc thế nhở? Đi tìm người ta đẹp ở đây. Sao lại đi tìm thằng đẹp? Em phải đi tìm. Em phải đi tìm thôi, em không có sự lựa chọn đâu kìa. Ơ ôi đi nhớ ra ta nhá. Ờ ok. Cái gì? Hả? Cái gì? Lấy cái luôn. Rồi. Hả? Quay nghe đá nó cái gì vậy? Ai đá đá? Ồ có gì đâu. Em nói với câu chuyện là sao là sao là sao? Nó cái gì ấy? Huy hết ở đây nè, Huy hết ở đây. Không biết nữa, biết rồi. Là em đang kể cho anh Bảy nghe về câu chuyện. Biết rồi, biết rồi. Ok ok. Có hiểu thật. Nhạc kiểu ai đá đá nhưng mà không nói tên. Không nghe được. Nguy hiểm lắm nhé. Tại em là anh đâu. Là sao nhỉ? Không biết. Ê! Trời ơi! Thì khá mặt đây. À, tại em ra. Châu ơi. Là Khomon. Khomon. Châu ơi. Anh Quang à? Bộ nút hai Quang rồi đó. Uầy. Còn Quang nữa là trước. Nhưng mà hôm nay Quang đen. Đúng rồi, có Quang đen nữa là tam Quang luôn. Đổ nước đi. Ê... Help me. Edit mẹ nó thề. Cay thế nhở? Mẹ em đâu ra đây? Hello. Bú Canada đây. Trông giống lắm. Bú Canada. Ủa? Bú Canada. Ôi thế anh Moi mà. Anh Moi chết rồi. Anh Đỗ là... Bú Canada. Anh Đỗ là bộ nông. Anh Đỗ là bộ nông. Ủa em vừa thấy chị Ali nuốt đi. Nuốt ai đấy mà. Anh Đỗ bộ nông đi liên quan. Kìa chị đi với Đếp mà. Tại sao mày báo? Anh Đỗ là bộ nông. Chị Ali đi với em. Anh Quang. Anh Quang tới giết anh Đỗ. Xong rồi em lòi ra. Em là dân phòng em chém anh Quang. Hả? Sao lại dân phòng lại lòi ra? Bị dân phòng mà sao dân phòng mà chui được, chui được, chui chui được. Nghĩa là anh Độ là bộ nông. Bộ nông. Xong rồi nước xong rồi quay tới chém anh Độ. Sẽ đến đến chém Độ thì lòi ra tầng pupu. Mẹ thông minh phết nhờ. Nhảy được ra khỏi bụng thì chém Quang. Lâu nãy giờ để mà trùng hợp thế. Nhưng mà sao nó chưa bị bắt nha mọi người, có ám sát mà. Sống rồi phải tay to rồi. Ờ nhưng mà nó bị bắt kẹo bị bắt kìa. Quay kẹo quay kẹo ở Canada thì sao? Nó lên đít tên sao nó bị bắt nhờ? Canada gì? Em lộ dân phòng mà. Ờ từ từ bị lộ dân phòng mà không bắn này. Bị lộ dân phòng mà không bắn này. Nó chết luôn mọi người ơi. Nó dân phòng rồi. Nó chết luôn đi. Dân phòng hết súng rồi. Ra em mới là dân phòng. Ủa? Tác dụng rồi, hết tác dụng thì chết luôn cũng được. Ủa? Nhưng mà sao không bắn vậy? Nhưng mà sao là... Trời ơi, mọi người đồng bút bút đấy. Phải đi bẻ, nó phải dân phòng đâu. Mọi người ơi. Đúng rồi, không phải dân phòng đâu, sao mọi người skip vậy? Em đến với mọi người cho mọi người tin nè. Mẹ mày, what the fuck, man? Thế... Mẹ nó ở đâu nó chạy quả bất ngờ vãi đái á, tao chưa kịp nhìn. Cướp được thằng Bubu là vịt nên nó trẻ em đấy. Ờ. Mẹ em thằng Bù ở đâu ra, mẹ em cứu luôn. Nó đòi ra phát, nó băm em luôn mà. Uầy, thằng Bubu này bây giờ có vẻ thông minh phết, biết chơi hơn trước đấy. Trời đấy. Ơ kìa. Em không tin. Ơ kìa. Bubu chết mẹ. Mình tin nó lại không tin Bubu mà em sợ còn ba vịt em report luôn để bóp Bubu rồi ạ. Em phát một chém rồi. Ô kìa. Cùng bèo chém luôn rồi. Biết rồi. Xung quanh mình bây giờ những có ai những ai nha. Thôi chỉ gọi thì thôi. Chỉ có những xung quanh mình là biết cảnh sát trưởng là ai thôi. Ờ. Anh biết rồi, anh hiểu rồi, anh thấy rồi. Cho nên nếu như người đó bị bắn là xung quanh mình có gián điệp. Có gián điệp. Tùn 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 tùn. Gián điệp hay là Bubu nhưng mà đéo thì nói này thì nó cũng biết mà. Berry. Ừ vậy. À chị ơi. Ừ vậy. Trời ơi. Em là cảnh sát trưởng đó. Tôi lạy bà. Chết rồi. Tôi lạy bà. Đờ màu. Đây là cảnh sát trưởng em ơi.
đâu anh Quang. À, ôi, thiên ba tao vô đéo. Sai, chắc chắn luôn. Thằng này nó lại chắc hơn. Non vậy. Tôi bảo mà thằng này là vì là bạn nó biết chuyện tôi là người đéo nào. Địt bắn ai vậy? Sai à? Lâu bắn sai như đéo ai địt cơ. Sai là vì lỗ ron đấy. Thế Tùng đéo không phải cảnh sát trưởng à? Ui liệt con, thế anh Khoa bị sập bẫy rồi. Tùn 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 nhạc là con vịt cuối sẽ là anh Huy. Legit tin chuẩn. No no, not me. No no à? Not me. Ai tơi được một con vịt, yeah. Ông, trời ơi. Chết bạ mày đi. Em là văn phòng. Phòng văn phòng mà. Phòng có lòng tầm mòng. Anh Đỗ Missy. Bộ đông rồi. Ở đâu ra thế? Thì mẹ đang nghe hai thằng Quang nói chuyện đau đầu vãi lìn thế. Đỗ lúc nhanh quá. À, em thấy anh một mình em mới băm chứ anh mà đi chung với ai chứ em không băm. Tao thấy mày ở đấy một mình tao nuốt mày rồi. Tại tao vừa thấy cái bóng mày phát ra mày băm mày. Tao luôn. Ở đấy, để em xem anh thì anh đang đứng yên ý. Thế là cái... Đứng yên nghe cái tỏ lại. Cái hồi màn hình nó bị nhỏ lại anh ạ. Còn... À thế à? Vâng. Tức là mình đi lại thì cái màn hình nó zoom to hơn à? À vâng. Còn anh biết là màn hình nó cứ zoom dần dần nhỏ vào. À, mừng em. Mẹ mình bổ ích nhờ. Chơi bao lâu rồi biết đấy, mới update đúng không? Ông anh lâu rồi mà anh. Mới update. À, cảm ơn Nhím. Tuyệt vời quá Nhím ơi. Bổ ích quá. Thì em soi anh xong rồi em thấy anh kiểu không ăn đằng bô ấy. Tao đèo thấy nó thật. Thì mẹ vừa thấy cái chân nó phát ra là chém nó chết mẹ rồi. Đấy. Không, bây giờ 4 người đi chung rồi. Nha. Chết. Thấy dấu chứng cứ nhanh không à? Quên quen anh quen rượu là gì? Quen là gì bộ ăn gì? Ba gan sao không ba gan? Phát. Mẹ, vịt cuối là ai ấy nhở? Vịt cuối anh Bảy này. Ui, Bảy là cứt. Ô, anh Quang Bạch là Canada anh Quang Bạch? Không, tao nuốt nó mà. Cái Canada là ai nhở? Canada nó báo luôn chứ. Ờ, tại thằng Pupu nó giết anh xong rồi báo luôn. Tại em giết người hàng loạt. Canada là nhà. Uh-huh. Thì giết mày lại báo luôn. Music Square. Để tôi tính nhạc lại hit, nhạc lại hit. Không, trong này chắc chắn có một con vịt. Chắc chắn có một con vịt. Nhạc là đa rồi, nhạc là đa. Không phải. Ui, cái gì nhở? Em spam bro. Trong đấy là... Từ. Sao phát nó chết rồi. Em spam bro. Ngoài không phải em trông giống anh Huy giết lắm. Không, anh đi một là Huy hai là Tài. Ok kìa, sao lại là em? Thì chị chưa có thể phân tích được là em hả chị Ali? Không biết. Ở nhưng mình không mà trông giống anh Huy lắm. Ôi, thì bây giờ lỗ rồi. Bây giờ ám sát chết rồi, ra rôn đi. Em là gì? Ừ, ra rôn đi. Em là tình nhân, em không có sự lựa chọn. Tình nhân. Em chung 12 ngẫu nhiên. Từ từ nhá, để tình nhân với cả ba chị cả. Mọi người. Cái gì? Cho thám tử. Em phải ngẫu 12 á? 30 giây suy nghĩ được. Em chung 12 mà, ngẫu nhiên tức là. À nhầm. Không, ta bằng nó bằng đép mà. Lỗ ra hết đi. Không, không, em là số 9, đúng không? Số 9 đúng rồi. Số 9 tình nhân của chị nhá. Ali là số 16. Em số 16. Cái lúc bị ra zone đi, ra zone đi. Ra zone đi, đừng phân tích nữa. Please. Thì còn có một vịt thôi mà, phân tích được. Bây giờ loại trừ đấy. Còn bông mai là không giết này, chỉ có thầy với anh Huy thôi. Nhà Canada rồi. Thế anh Bảy là gì? Thầy là kỹ sư mà. Trời ơi. Thầy đi ăn à? Có ba gai. Bảo nó ra râu đi còn. Ăn đi, gì cây rối rối nhau nè.
Em đi với anh Bảy ghim đâu. Em ghim rồi. Em ghim được đẹp. Em ghim được một người rồi. Đài đó gì vậy? Ghi gì em tình nhân thế mà. Thế thì có thể là một trong hai người tình nhân là vịt. Chắc chắn luôn. Ủa Tài không? Ai mà nói tình nhân vịt. Em ai nói tình nhân vịt luôn. Đến thế rồi. Ai nhận số 9 đúng không ạ? 3, 6 tớt đầu là chỉ có vịt thôi. Em số 16 nè. Lên thằng thì phân tích, thằng thì ra zone loạn hết cả lên. Đi mẹ thằng Tài là cái đéo gì vậy? Thám tử. Phát cả lì thám tử lắp bắp vậy. Thám tử nhưng mà thích phân tích kìa. Tử Mori. Điên ơi. Tôi thấy cúp điện và nhạc chết ở ngay chỗ quẹt lửa. Nhạc Canada vote 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 nhạc Canada, nhạc Canada, nhạc Canada vote đi, vote đi. Đẹp mẹ gì cày thế mà cái nhạc Canada cày ba lần. Anh bị lừa anh Bảy mà. Em biết ngay anh Bảy mà. Em ra em trả tiền lúc đầu mà. Theo dõi anh từ đâu cũng nhận mới mà anh Bảy. Không thực sự anh có nhận mới mà. Hey. Thực ra là tao bảo cũng đi 7 rồi. Con này là double kill đấy. Tao check hết mọi người rồi còn muốn 7 thì chắc anh khoa nè. Anh Bảy biết vì sao em không ra khai đô với anh không? Tại vì em nghi anh rồi. Mày còn nghe ai còn lâu đi. Anh Tài tin như gì chứ. Gì mà ít đâu. Anh đang tìm bằng chứng thôi. Người ta ác sẽ phải trả giá. Yeah. Tôi quá khó. Yeah. Thế. Ôi giời ơi, mình xin mọi bồn ông thật kìa. Em sẽ quả ám sát tự đá với chân kìa. The fuck. Thì bạn, tôi thề bạn lần sau nếu như tôi ăn bồn ông đéo giờ tôi ăn thằng pu pu nữa, thằng này nói đau đầu với cứt. Lên ba lên bèm. Éo mà là vịt đau. Nó lèm bèm đã đau đầu rồi, rồi ăn thêm thằng Quang Bạch lèm bèm nhiều hơn nữa. Thôi chết mẹ luôn đi cho nhanh. Ôi, thế thằng Pu Pu là gì ấy? Nó là gì ấy? Nó là vịt. Em là vịt anh ạ. Nó vịt à, thật à? Và cả mình giết. Trong phòng mất súng là phải giết. Tại thấy Pu Pu ra rôn chuẩn quá. Rôn con băm luôn. Nè, khoa nè, quay đi, Huy Huế, Huy Huế đà tính. Bắt tình lên đéo qua tròn, thân luôn mà. Tao đã tin mày đâu Huy ạ. Mẹ tinh linh, Black Bill. Ê, anh Huy thấy chưa? Thấy tin anh. Ui dồi ôi, đập chăn rồi. Đi ngủ thôi. Trời ơi, chân mày làm 16 chơi bời gì nữa. Ui, cả lên. Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi. Trời, các bạn là buồn. Nào, chúng ta đứng. Anh đấu BG là siêu năng nhập gia. Anh đổ Michi là siêu năng lực gia over. Đứng cảm sát luôn nào. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Cần cờ năng lực nhiều lắm. Em thấy cái kẻ giết người hàng loạt phế vãi. Phế của mẹ thì giết cooldown chậm vãi cứt. Ui đây này, đây con này mới vui này. Tham anh ạ. Cắp danh tính kìa. Ý đúng người roll nhanh lắm. Mẹ cứ đúng người nhưng nó có bao giờ đi lẻ đâu em. Đúng người toàn thích đi như đi hội ý. Nhân tính là biến hình rồi giết luôn. Con mà chỉ bồ câu loại bớt người đi cung đi chung đi. Đúng đúng vậy. Đúng thầy ông nếp hay đi chung nè, không làm nhiệm vụ nói chuyện. Nói chuyện thì cứ đi bên cạnh thì hỏi rôn thôi, không trả lời thấy nghi. Đấy. Đấy, chơi gì chơi bời gì. Đúng rồi. Thầy có bảo nghi tình nhân cơ mà. Chịu rồi. Đúng quá thầy ghi luôn. Chẳng phải ghi. Tụi 15 là đéo gì? Đúng rồi. Tụi 15 là gì? Ôi mẹ. Chết rồi, chị cả cầm đầu rồi. Chết người chứ. Holy moly man. À. Sao lag thế nhở? Mày nói giật vãi cứt ấy. Hello. Ờ, à, ngay bình thường rồi. Bảo là nếu mà anh có định ấy thì em phải ấy thôi anh nhá. Nhỏ. Ấy cái đéo gì ấy.
Ok chưa? Ấy cái gì? Ấy. Ấy cái gì? Ấy. Mày là gì? Ấy ấy. Mày là gì? Nói được. Ừ. Nói thế thì anh phải tự hiểu chứ. Ừ. Ra mẹ cứ hỏi. Nói thật. Ui. Mẹ à. Thế. Báo vãi vậy. Ồ, oh, hình như chưa ai đặt hoa. Man, check phát xem nào. Ồ, oh, chưa ai đặt hoa. Mình cần một người đặt hoa. Ồ, đéo ai đi đặt hoa à? Anh Khôi đang chạy với bọn em thì tự nhiên lăn ra chết. Trong đó có thằng Tài đi ngang thì không biết phải sinh lực da không hay là thằng Tài nó băm. Ơ, từ Kéo, kéo ai băm lụi thế mẹ cái thằng này. Ủa, tao vừa thấy thằng Khôi chạy... đứng dưới mà. Đúng rồi đấy. Thì anh chạy lên thì thấy cái xác màu vàng thì bị kẻ cắp danh tính đấy. Không biết là ai ở lúc đấy ở trên đấy à, chém không? À? Nam Mỹ, Nam Mỹ. Thằng Tài! Bồn, bú nhân, cà ra chứ. Không, không phải đâu, đâu, Tài, nhưng mà Tài nó phải chạy đi chứ. Mày bị ngáo đét à? Tao đi, mày đi từ đầu với mày mà. Không, nhưng tức mà thằng Bô nó phải, thằng phải nhìn thấy ấy. Không, cái khúc đấy tôi thấy có... sẹt thôi. Tôi thì mà tôi thấy sẹt, tự nhiên cái xác bay theo hậu thôi. Khúc đấy là có thằng nào giết, giết đép rồi, xong rồi ăn trộm bằng đép. Ừ, xong rồi chạy xuống, chạy qua thằng Bô. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ê, chú nhím anh đội im nữa ta. Ở trên đây vẫn thấy anh Bảy. Lúc đấy là không ai đi mình nhỉ. Lại Sput nha. Đéo thấy gì. Thế thầy đi rồi. Mẹ mày đéo biết nói gì chả im. Đi mẹ bị nhốt cửa như con chó ấy. Ủa. Anh đã bảo là mày là gì nhím, mày là gì. Anh với cả chú thấy anh Lê Khôi là đừng có thủ đoạn. Thế bạn sẽ đi rồi rôn rồi. Ý là mày là dân hay là gì. Lọc rồi đấy. Lọc được khá khá đấy. Thế còn ai đi một mình. Không biết là nhím này. Nhím. Nhím. Anh bảo là dân tao kìa. Dân là sao? Đây là dịch thông dân đéo thì. Ui dồi ôi, đi mẹ. Chạy. Cuộc đời tao thấy xác của thằng Quang ở ngay chỗ xếp bài, ba cái lá bài mà có lá quỷ. Canada, Canada, bú Canada, bú Canada rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thầy, thầy nghĩ lại đi. Nếu như anh là vịt, tới lúc ấy thầy chết mẹ rồi. Anh thấy xác thật. Câu này hồi nãy em Quang cũng đứng đó, anh Quang cũng dụ em chém á, nhưng mà em không. Em tin thì em. Thì em không thể lo như thế được. Như mỗi lần luôn. Support ra với anh Độ cái, chạy luôn được. Phải bình tĩnh. Thầy ơi. Ok á. Tao tao ra run luôn này, tao là Canada. Mày tiếu rồi cái gì? Mày anh này hay anh đó. Vui tính quá vậy. Anh này vui tính này cái gì? Bỏ qua đi. Em bị lừa rồi. Chắc anh con kẹo là vịt tôi. Trời ơi. Anh con kẹo là vịt Canada tự giết. Xem anh con kẹo là vịt. Địt mẹ đèn vãi luôn. Chắc Canada chết luôn. Ai cũng biết là anh luôn. Mày đã chạy kịp à. Con tin thầy. Địt mẹ cay thế nhờ. Em thấy anh đi, em thấy anh đi lại rồi em không nói gì em im rồi. Biết ngay mà. Nó bị Canada dụ này chết đòn.
Hôm nay phải đào cái hố chứ. Trông nâu hốp thế nhở? Có vịt cuối là ai anh? À, vịt cuối? Tao không phải vịt đéo đâu. Tao là Canada mà. Em chết. Trời. Em chết trong cái kền ăn xác luôn ạ. Mà không biết gì. Thằng Tài chém. Xong thầy ưu nếp ăn. Phốt thằng Tài cho em. Please, please. Thì à, lúc đấy tao à, giỏi quá. Đi con mấy nhà mày. Đói lắm rồi. Đây là chỉ con tài được không thôi. Ăn xong mày là gì? Em có thông tin nhá em. Số 16 em tinh linh em biết Luna không có. Tinh linh. Chưa, lên uy tín chưa? Tại tinh linh. Uy tín chưa? Uy tín chưa? Nhưng mà hỏi uy tín chưa? Lại có trò quái gì? Mày giết hồi nãy là có đứa đúng một đứa là vốt nhím mà mày giết nhím tao là sao giết được tao đang đứng ở cửa tao nghe câu chuyện bên trong mà lại có một đứa chưa vốt mày là gì cây tại sao mày lại có lá bài mẩy tép đằng sau mày đéo phải là gì cây mày vốt luôn vốt luôn mọi người chơi tâm linh nhé người ta thông linh gì thế rồi lộ thế mà tâm linh gì quá không biết gì mày kiếm lộ như thế mày bảo tâm linh không lộ mày ông lỗi mày hả? Lên ông lỗi mày hả? Thẩm lên ông lỗi mày hả? Em ơi nào? Không nghe chém. Trời ơi, có giả dạng mà. Thấy chịu rồi. Nghe giọng em hả? Ra hay sao? Ủa thấy nó chém rõ ràng mà ta chứ hả? Peter ơi. Thầy U Điếp là ăn xác. Ủa Tài, mày là chim bưng ở Tài? Em không, em tinh linh mà. Sao mọi người nhìn thấy em chết à? Em đen vãi lì tề. Đâu nhận xương đấy ta. Là phải giết xong mới tao. Có màu. Ê mọi người nhầm à? Đâu nhận nó siêu năng lực ra, nó giết tao. Anh Chip đứng trong góc. Anh Chip đã đa rồi. Rồi xong tôi bị ông chết. Mà anh Quang. Huy Huế chết. Quang ơi. Ly là... Ly ơi. Quang ơi. Ơi. Sao kìa? Em Đa Đa mà. Ừ kìa. À. Ừ kìa. Anh Chip chui tủ. Ồ, thầy ăn mẹ luôn kìa. Thầy ăn hết rồi kìa. Thầy lại bú luôn ạ. Thầy ăn lộ thế. Tôi biết thầy là ăn xác rồi. Thầy vẫn ăn. Chưa có điện nhưng mà có Ali nè, Bông Min nè, Bô Béo là chạy đi. Em nghe kỹ lắm mọi người ạ. Thường Ali nó sẽ Ali sẽ kiểu rất là kêu ráo mà Ali không nói gì. Rồi thầy ăn hai xác rồi kìa. Nhưng mà đang thấy thầy ăn hết mà nhẹ. Xác mới thật mà khổ thế. Nhưng mà mọi người hồi nãy chú Chip dí tôi xuống dưới cống luôn. Nhưng mà nha. Lúc mà chết đi. Alo. Từ từ. Nói đi. Bây giờ hỏi câu này là hợp lý nhất. Ali Bomin với lại Bô Béo với Nhạc này nãy giờ có điện chưa? Chưa. Rồi. Chưa. Có rồi. Rồi Bomin. Bomin nói rồi kìa. Điện mà. Chưa mà. Chưa có điện chưa mà. Rồi. Chưa có điện. Tới bây giờ vẫn chưa có điện. Ủa có rồi mà. Anh rung chuông mà. Chưa. Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa có điện, chưa có điện mà. Thấy tự nhiên thấy bốn người chạy mà thấy chưa có điện, một người chạy tỉnh thật. Rồi nha, trừ 1 rồi đấy. Còn Nhạc với Bô Béo với Ali này. Nhưng mà nhạc rung chuông, nhạc rung chuông thì có thể là không có nhạc đâu. Bô với Ali. Nã anh rung chuông anh chỉ anh Tài mà. Ý ra là tôi đang ở chỗ rung chuông luôn. Nhầm lẫn mọi người ạ.
Alo nghe không? Alo nghe không? Trời ơi mày trả lời nhanh thế nghiện. Từ từ đã, để xem tôi có trả lời như nào xong rồi mẹ mình trả lời theo chứ. Ủa em nhớ là xoẹt, em nghe tiếng xoẹt rồi. Có điện rồi. Chưa có điện. Chưa có điện. Chưa có điện á. Chưa. Ali đang bị nghi thành em chết nhỉ, vô lý đấy. Với cả là lúc đầu mày ra mày bảo tao cái đéo gì đấy. Thì em bảo em là Esper, nếu mà anh có ý đồ đã buộc kêu thì em không làm được. Esper là cái đéo gì? Siêu năng lực ra. À, siêu năng lực ra không giết bình thường. À. Esper. Esper meeting. Hey bro ơi, hey bro ơi. Thứ hai. Lady and gentlemen. Comment cuối cùng là Alicia Mim. Lộ lắm rồi. Nói gì là sao? Trời ơi. Em là người nổi tiếng, em gài bô kêu bô lại hỏi thử xem những người còn lại là người nổi tiếng chết chưa. Xem em băm bô luôn. Này, dí ác vãi bìu, mẹ hết dẹt. Đi ra hỏi. Mày làm nhiệm vụ đi không đi. Ok, tôi chết đây. Con chị bọn còn lại là lo mà sống sót rồi xong rồi giờ giết người đi chứ. Không khổ luôn. Làm gì có con nào còn sót lại nữa. Cái trời, giết no question được mà. Đi hết luôn rồi sao ấy. Con chim là chắc là ra quá. Má nhạc dí quả, ý ác quá. Mày thấy chứ ông Phú. Rồi, bình thường thấy xác thích là thích cái bao dí thôi. Ông mày phải nó đang bận ngồi coi thầy Onip ăn mà. Ủa sao thầy kèn kèn đéo ai giết thầy nhỉ? Ăn gì? À xong rồi. Ủa trên Hồ Chí Minh từ đầu luôn ạ. Cái chứ. À, làm mấy khác rồi, không biết đồng đội tôi làm cái gì nữa. Tao làm hai rồi ơ kìa. Tao làm hai rồi. Chị làm mấy rồi? Biết mấy? Chị làm mấy? À là chị Minh nhỉ? Chị giết được mấy người? Hả? Chị giết mấy người? Chị Ali? Chị giết mấy người rồi? Ui em Khoa chết luôn kìa. Em Khoa. Em giết anh Khoa đi, làm anh Khoa không giết người được. Thế chị giết được có mỗi người, chị kêu, chị blame người khác. Ê, giết đầu tiên. Ô em giết anh Khoa, em giết Dep nè. Thế bằng kill. Ừ. Em hai kill một kiến tạo. Đấy. Chị làm gì không chị tao nghĩ là MVP luôn chứ. Hóa ra chị là bờ đồ phát cả. Anh Độ anh còn tôi chết luôn rồi. Anh giết được con Canada rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah, con đấy nguy hiểm nhất thì hy sinh thân mình rồi. Ôi trời ơi. Nữa rồi. Để anh Độ làm gì chứ xem Canada rồi. Hủy diệt Canada. Bu bu trận đầu nó úi rời, xong trận đấy nó làm vịt. Mọi người để ý thằng bu bu. Ủa, úi rời nó lại úi rời. Em úi rời em vẫn là lên hit này. Úi rời xong, rồi xong. Á? Meta. Úi rời. Á? Ok hả? Chờ cái gì nhỉ? Tấm hỏa chống ấy. Chị bồ câu luôn. Chị bồ câu mà. Đến lượt đéo đâu mà cùi. Không được chơi, chơi chim bồ câu khác gì kỹ sư đâu. Thầy Onip rồi, thầy Onip rồi. Còn kiểu này là hai con kỹ sư luôn ấy. Nè Khoa, này là anh Khoa nè, chắc chắn rồi. Ăn luôn. Không phải tao. Ôi, bị đàn đâm hết rồi. Ôi sơ đàn đùm rồi. Khó thế. Nhìn số 13. Ê, em số 14 anh ơi, ngẫu nhiên này. Ôi, anh là cứt ở chỗ này có vệ sĩ nhá. À, thế là thằng Khoai cũng mấy số cuối à? Em phải đợi số cuối mới nói, em mới số đầu rồi. Mày quét nhà sớm đấy. Ôi. Đi chung mọi người. À, em là vịt đúng không? Em là vịt. Gì này, bé thế này. Đúng không Phát? Ừ em cũng bị này. Sao nhỉ? Hay là ai có view thật? Sao?
Nó bị lag. Bị lỗi gì? Không, không nhìn bọn em hẹp lắm mà em không thấy gì cả. Tầm nhìn của em có mỗi hình tròn như kiểu tắt điện đi. Chả nhìn thấy cái gì cả. Bé lắm, bé. Ủa? Trong cái lúc ấy em còn nghe tiếng bật điện mà. Ủa? Game lag rồi. Trời ơi, mọi người không nhìn thấy gì cả, sợ quá. Em biết làm sao rồi. Mà không thấy ai cả. Thấy thì chém đại đi. Chém đại đi, chém đại đi. Tròn thôi. Chém đại đi. Không có ra chém, không có ra để chém. Đại, ê, thế bây giờ từ từ. Bây giờ đứa nào làm vịt ở đây nhận đi, bật tắt điện lại đi cho nó đỡ lỗi nào. Như có bồ câu á, nó đang dụ á mọi người ơi. Đó là sao? Quay quay là vịt ở đây không? Alo. Nhím nó dụ. Ui. Làm rất cả mình ạ. Mẹ à, mày cái đéo gì đây? Gì đây? Tôi đang đứng im thì nàng tiên nhím, à nhầm chàng tiên nhím lăn ra chết. Em thấy anh Quang đi qua xoẹt phát chết. Nhưng mà anh Quang lại bảo, ơ kia bảy, sao bảy lại chém? Ủa? Không là ai ạ? À? Thì là bảy đó. Ủa, tức là anh đứng gần hơn á. Nhưng mà em xoẹt qua bảy, mà... anh đứng dưới. Không. Sao anh bảy không đi nai đúng không? Thế thì vote anh bảy, anh bảy nhận lỗi rồi đúng không? Ừ. Anh có gì? Mình còn một thông tin nữa các bạn ơi. Không biết là cái đó tài. Là tàn hình giết hay là từ xa giết hay là gì giữa đường luôn á. Thằng Tài làm sao? Tài thấy Ali chạy vào trong cái đường hầm, chạy vào trong đường hầm. Rồi thằng Tài nó chạy theo Ali, xong rồi Ali rồi chết. Tài mày giải thích đi. Đấy nha, để em bảo nó xuất hiện giữa đường á. À nó đúng rồi, ở cái chỗ thùng. Đúng. Em chỉ chạy theo chị Ali nhưng mà không thấy đâu cả, thì em tele luôn. Thì ra cho mọi người. Sao Ali lại chết thì sao? Ali. Ừ. Thế chả lại có ai lại đứng trong tele làm gì? Thế mày là gì? Chắc rồi. Mày là gì? Còn tự khai với anh nhá. Mày là gì? Em là gì? Em. Đỡ có ám sát sao? Nhưng mà em số 10. Vốt mày luôn. Số bao nhiêu? Em quan trọng, Người để ý là chúng mà nhiều phải nhớ chứ. Có nhiều với một cả tình nghi mà ra mọi người đã dí ra ngoài rồi. Cái mẹ khô khôi nó nói thế là phải trả diện tình nghi gì thế nhỉ? Này có vấn đề cực kỳ. Bay mẹ rồi. Em không biết gì. Tao không vote nha, tao không vote nha. Mọi người sai rồi đây. Đà đấy. Đà đà đấy. Ô kìa. Trời ơi. Thì mẹ sao giết nó một cách vội vàng thế mà đéo có một cái thông tin gì cả nhỉ? Ờ đây cũng cháu biết. Ừ. Em mới chịu. Thôi anh bảo. Bây giờ có ba anh em mình ở đây. Đéo ai biết đâu. Ba anh em kết nghĩa đi. Chúng mày là gì? Đà đà anh ơi. Đi trước nha. Bốn ở nơi, năm ở nơi. Ơ. Ôi có ai thấy không? Ờ. Khoai. Ơi. Khoai ơi. Ờ... Ý mọi người cứ đếm 45 cái gì xong thấy cúp điện. Thấy trong đấy số lượng người hơi đông. Với cả lúc nãy chưa giải quyết xong chuyện của thằng Quang với thằng 7. Thế là em rung chuông. Giải quyết nốt chuyện của Quang với 7. Nhạc ơi. Nhạc thấy vấn đề gì không? Chết rồi. Em nghĩ là biết rốt ai đầu tiên. Ờ đúng tao cũng biết rồi đấy. Là ai hả anh? Là ai anh? Anh Khôi. Ờ. Khôi ơi, mày là gì đấy? Why? Em số 11 dân phòng. Số 11 dân phòng. Ừ. Yeah. Tự tin đấy. Đúng rồi, tôi nhớ là hai số liền nhau, luôn. Một là dân phòng, hai là biết. Sát trưởng mà. Em còn biết là có vệ sĩ game này cơ. Đúng. Ủa nhưng mà Khôi, lúc nãy em có thấy cái gì không? Em với thằng Huy đi vào và cả hai cùng ớ lên. Chưa. Ừ. Anh có thấy em ớ đâu nhở? Nhạc có thấy mày gì nó ớ? Có anh Khôi. À có ớ à? Ờ thôi ok, thế thôi, anh xin lỗi nhá. Ui giời. Quan sát luôn à. Thì ớ luôn. Không, nó ớ luôn rồi đấy. Tớ anh Khôi là vịt cơ. Ờ, tao cũng nghĩ nó là vịt cơ. Anh Bảy. Ờ, mày làm chắc. Ớ cái chớ luôn. Bố béo bắn quả này chuẩn nhờ. Được rồi, rút kinh nghiệm chứ. Ờ, có kinh nghiệm phết đấy chứ. Rút kinh nghiệm. Em xác cái chứ. Rút kinh nghiệm. Em là gì? Em là gì? Chú chép biết. Là gì? Biết đéo đi, mày khai cho đéo tớ.
Em là Hoa Cam Minh. Tít mẹ. Lâu nay là vì thế đi. Leo teo reo leo. Tít mẹ thề, bây giờ tao tin được mỗi con Khôi mà thằng Khôi chết cụ nó rồi. Nhạc. Mẹ anh gì anh ấy mà. Nhạc ơi. Nhạc đi riêng với không? Sau khi dí xong thì bọn anh giải quyết xong rồi. Nhạc ơi, nhạc đi riêng với anh hỏi cái này cái được không? Không cần được đi với nhạc. Chúng mày có thể để bọn tao nói chuyện riêng được không? Nhưng mà em liên quan tới nhạc. Mày liên quan đéo đến nhạc. Em là vệ sĩ của nhạc. Đây là nhạc là thân chủ của em. Anh nói chuyện với nhạc thì anh phải nói của em. Mà nó trong lúc cấp điện đang quẹt thì tự nhiên thấy bấm chữ R, em bấm được chữ R. Không không không, anh nhìn thấy có người giết nha, anh bấm R đéo kịp. Mày là thằng giết Canada hay sao ấy? Đúng. Là mày bảy á? Em nghĩ là anh bảy đấy. Trời ơi, anh nhìn đúng mà em cũng nhìn thấy mà. Không, tao nhìn thấy đúng. Là số 12 cảnh sát trưởng. Số gì? Anh coi số 11 dân phòng, em số 12. Thôi, anh bảo. Anh bảo anh bảo. Anh tin vào mắt mình, quả đấy chắc chắn là thằng bảy giết. Anh nhìn thấy mà. Cái này là Canada. Không. Chắc chắn là nó bú Canada. Anh bảy cũng liên quan đến hai vụ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái yếu ớt lắm. Ôi, một vốt, một vốt. Chắc chắn chúng mày luôn. Chúng mày tin anh. Thật. Vốt thôi. Vốt đi. Vốt đi, vốt đi. Không, 12 đứng cảnh sát trưởng mà. Nếu mà bị bắn. Bắn đi, bắn đi. Hay là cảnh sát trưởng chết rồi nhỉ? Vốt đi. Điều gì cũng chết. Bắn đi, bắn đi. Có bắn đâu. Ok. Bắn đi. Thôi bắn đi, đừng. Mọi người làm sao ấy, kiểu này. Bắn nốt viên cuối đi anh. Tôi là kỹ sư. Thật, mọi người. Yếu ớt thế, trời ơi. Nhạc ơi, đi 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 lên anh bảo. Mày là gì đấy? Em thầy đồng anh ơi. Anh là số 16. Cái đeo bám với cổng 3. Đi 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 đi. Anh số 12 Rưu nhá. À hiểu. Hiểu không? Nãy anh đéo dám nói tại vì hiểu. Hiểu hiểu em hiểu. Bây giờ khoanh vùng đi. Bên này. Đấy à? Còn đép theo em đúng rồi đấy. Thằng đẹp là đúng à? Phát mày là gì đây? Tiêu chuẩn không? Em là em là vệ sĩ của nhạc mà. Mọi người đấy. Mày lấy dình mò á? Bạn đi theo tôi. Bạn đéo Lan Quyên. Em dình mò. Bây giờ mày dình mò ai? À mày dình mò à? Mày dình mò. Em dình mò chứ cái gì? Thế thằng đẹp. Nó đi theo em. Thằng đẹp là Lê Gito đúng không? Em là vệ sĩ của nhạc. Nhạc còn có cái mũi tên to đùng ở trên đầu này. Ví dụ nhá, ở đây mà nhạc bị chém thì em chết thay. À. Mọi người thử chém nhạc đi, em đã chết tay nhạc luôn này. Đỉnh vãi nhờ. Thế thằng thằng Bố Mai là gì? À. Có ám sát mà anh. Ui, đây bọn tao lay git có mẹ hết rồi. Ôi ơi. Ôi. Em di chuyển nha. Ông Min vừa đứng im mày thề luôn. Chíp ơi, trong lúc vừa di chuyển mình có thể hỏi Ron nhau được cái bạn là gì chíp ơi. Tôi á. Ừ. Kỹ sư. Chia nhau thôi. Ủa kỹ sư sao không nấp thùng mày? Kỹ sư. Ừ. Ê, sao bốn đấy mà. Ơ kìa. Rồi, anh biết hai con vịt cuối rồi. Thằng Bông Mai thì vừa giết người trước mặt mình này. Nó vừa giết ai ấy nhỉ? Giết thằng Phát trước mặt tao với cả thằng Nhạc. Còn Chip già thì nhận là kỹ sư. Nhưng mà lúc nãy thằng Bô cũng nhận là kỹ sư. Thế là một trong hai người phách. Ê, ê. Anh Huy mới là kỹ sư anh ơi. Bót chút chút em. Thế thì từ từ nha. Bây giờ còn Bông Mai với cả Chip già. Thì bây giờ mình phang một trong hai. Phang Bông Mai trước. Thầy Bông Mai vừa giết người trước mặt bọn tao xong. Dưới dưới bồng mình chứ. Ok. Ờ, dưới bồng mai trước. Hợp lý. Ok rồi. Bắn em, bắn em. Bắn em. Không có đạn chú Chip là không bắn được đâu. Sao chú Chip lại nhường kỹ sư nhỉ? Chú Chip biết mà tôi bố béo nhỉ? Tao mới là chú Chip có thể là Dada. Mày fake tao. Ờ, chú Chip là Dada. Chú Chip có thể là Dada nha anh Độ ơi. Tại vì chú Chip biết tụi em chui. Từ từ, vệ sĩ em đâu. Ok. Chắc chắn là thằng Bô là chim bồ câu, anh Huy là kỹ sư. Ê, vệ sĩ của mày hình như lúc đó là đi bắn cuối ấy. Với cả Chip già hay sao ấy? Ô không nha. Dạ thằng không bố nó kỹ sư mà ông gái. Mày nhấn thế mà. Không, anh không chọn bồ câu đâu. À, ấy, tôi vệ sĩ là nếu mà ai giết em thì vệ sĩ chết anh ạ. Thế là em vừa bị ai giết à? What? Em vừa bị ai giết nhờ?
Đây, 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 đây. Đấy, có hay. Bọn em lên gít, bọn em lên gít anh rồi. Mày là gì ấy bố? Để em đứng đây chui chip xong. Em là bồ câu. Thế mày nhảy vào chui đi, chui vào đi. Rồi rồi. Này. Rồi, bê có mỗi chip già thôi, nhưng mà thôi. Cái đéo gì đây? Trời ơi. Về chip già đã. Chip già đang đâu nhỉ? Bây giờ nhá, anh có gì không? Anh có súng hay là gì không? Có, tao có, tao có. Bây giờ từ mở đèn rồi mình đi bám đi, đi bám luôn, đi bám luôn. Thì đúng rồi anh ơi, bọn chú thôi. Nhưng mà bọn chú thôi. Nhưng mà từ từ, bê mà... chắc là Dada chết rồi đúng không? Sao em biết được anh? Dada em nghĩ chết là tại vì 10 trên 15 anh ơi. Ở đây 4 người còn anh chip là 5 thôi. Ừ. Thế đúng rồi. Thế từ từ, ô đi 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 ra chung chung bôi. Đấy, tao cảnh sát trưởng, tao vừa giết bồ câu đấy. Thôi, bây giờ, ba anh em đi dùng chuông vốt chim già đấy là xong rồi đúng không? Thì thằng này nó bồ câu rồi có tác dụng đéo gì nữa, đúng không? Ôi nhưng mà nhạc lấy gít với anh. Legit, legit, trời ơi. Đấy. Ôi, để xem MVP mẹ thành ra bú được hai mạng. Tuyệt vời. Đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không. Thôi rồi em. Hai người, hai người. Thề chú chém em. Mà hỏi những đánh quốc cổng thế ai ghê. Chưa thể. Ô, ai là ám sát đấy nhở? Anh Bội đấy. Anh Bội. À, bảy ám sát à? Bộ đấy, thằng Bùng Mai giết quả đấy cũng vội thế. Em biết được. Không biết được hai anh em tự nhiên chui ở đâu ra. Tôi lại là cái khôi. Ui, thấy anh Huy ơi, tí nữa cả với thầy. Hồi nãy tí rồi mình bị double kill đó anh Huy. Ừ, cái kia được anh đâu bị double kill đấy. Anh em độ giết tôi. Ơ sao tao lại giết máy Khairon xong rồi giết tôi. Tắt điện mà. Anh bắt em Khairon để em chết. Hai con chui cống đấy khó giết quá, cứ chui trong đấy sao giết. Em một cấu thôi, một cấu phải ra đâm cơ. Wow, một cấu phải chạm vào đồ. Ôi trời ơi nữa, thề ngày không được chơi game này. 17 luôn. Ờ thế là lúc nãy là Nhạc bị chém à, xong rồi thằng Dép chết à? Đâu, không anh ạ, chú ở đằng sau giết em ấy. Không phải. Nếu em đứng ở gần cơ thì mới đỡ hộ nhà. Nó cứ đi theo tôi, nó lảm nhảm nhiều quá. Nó làm gì có chứ. Đâu, con hỏi chú là gì? À đâu, chú bảo là... Hỏi ra làm gì thì... Hỏi là chết. Không, chú bảo là... Chú là kỹ sư, thế là con mới thất thanh. Chú chém con luôn nhỉ? Ú, con đập bom. Ôi, lộp ba biệt luôn. Ui, đéo quan sát, đéo quan sát, đéo sợ. Sống rồi, sống rồi. Tôi là cảnh sát trưởng. Ôi rồi ôi, ba con vịt này sao mà thắng rồi. Combo đấy. Còn nóng luôn mà. Ồ, ngũ Maga hợp lý nhỉ? Cứ đi thôi mà phá án thôi. Sư à? Ơ, chết mẹ, ngũ Maga kỹ sư với cả cái gì nhỉ? Kẻ đeo bám à? Còn một rôn nữa là rôn gì nhỉ? Kẻ đeo bám nhỉ? Ôi, ê, giết anh luôn đi, bố. Giết luôn. Anh là anh. À thôi. Anh là gì? Anh là gì? Thôi. Anh là gì? Mày biết tao là gì mà? Tôi giết đội BC cái. Mày biết tao là gì mà? Mày biết tao là gì mà? Sao biết anh là gì được? Tao không biết. Mày nhìn lại đi. Mày biết tao là gì mà? Em thấy anh lãnh đạo BC đúng không?
Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Em làm nhiệm vụ vịt à? Con làm nhiệm vụ vịt thề. Ai? Con kẹo anh quá. Kẹo anh kẹo. Đâu nó đâu à? Andy, đâu Andy. Đi chạy rồi, chạy rồi. Thế là ai? Chỗ đang làm nhiệm vụ vịt đi sao lại? Đang quay radio vãi cả cứt rồi. Tìm thấy một lá diêu bông đây này. Dưới kìa. Hiểm thế. Sao chưa có quả bom nào để đặt nhỉ? Có luôn đấy thầy. Có luôn đấy. Bom này anh ơi. Đâu? Đâu anh? Thối quá. Để cho mọi người dễ chơi thì tôi là một thám tử, tôi theo anh Quang Voka từ đầu đến giờ, tôi thấy anh ta làm nhiệm vụ rất là chậm. Thì sau khi làm nhiệm vụ cuối cùng ở dưới kia thì bị chú Chip bắt gian chém chết luôn hai con Dada. Thế thì bảo sao chúng làm nhiệm vụ trăm quái trưởng à? Nghe hợp lý thế rồi. Đúng rồi. Hợp lý đấy, hợp lý đấy chứ. Nghe lời kia tí. Nhưng mà cũng có bom. Được lo đấy. Có bom, có bom. Bom ở đâu? Tao vừa chém chết thằng có bom rồi. Thằng có keo cầm bom. Thế à, thằng ấy kiểu gì cũng chết thôi, bạn chỉ làm cho nó chết nó nhanh hơn thôi đúng không? Thằng chẳng qua kéo cầm bom. Tính ra là anh Chip được cứu mấy mạng ấy, nó hồi sinh không biết nó đưa cho ai đâu. Ừ, đúng, đúng. Thế từ từ nhá, thế cái cánh bom này là ở chỗ đéo nào ấy? Đéo phải chỗ trên của mình đâu. Không phải hội, không phải hội anh em. Em biết. Ờ, không phải hội anh em mình đâu. Thế là thầy, anh tin thầy nhất đấy. Biết rồi, biết rồi. Anh ơi, anh không tin em, không tin được ai đâu. Có em này, em nhìn em đi nhầm nhá. Là thằng Nhiếp Ali này. Tím con mẹ mày. Em lấy gít rồi. Nhiếp ném bom. Bố mình đang trốn rồi. Cái này mình đi đông vịt không giết người được này. Từ nãy giờ mỗi quang kẹo chết này. Nhưng mà có bom vẫn đang phải té đi. Ván này cả làng mình vinh danh tao nhá. Chưa được giá. Anh gì anh? Tí có xe vốt chú. Cái gì cơ? Thầy vừa bảo câu gì cơ? Tí con sẽ nốt chú á. Không. Em chú cái gì? Cười kìa. Đây này, cười đây này, đi 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 hóng 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 hóng. Em con cái gì hả chú? Con cá, con cá, con cá, con cá. Ai phải có cái gì cơ mới chém được chú, không thì không chém được đâu. Mà ôi, chém tao làm đéo thì ừ, tao đã đa giờ phế mẹ rồi. Chú đi cùng cho vui. Ui ui ui, cái đéo gì, gì đây? Cái đấy? Cái gì đây? Mẹ cái thằng bố. Mẹ ám cái thằng bố béo này. Ôi, có tiếng đốt bom kìa. Hả? Em nghe tiếng tiếng đốt bom nhỉ? Nè. Vừa thôi em. Mẹ ám đông người đã. Vắng người thế thì mẹ cứ đặt tiền tiền vào mày trong này à bố? Đúng má, bom thật. Có bom thật, chạy đi. Ủa. Bu theo á. Ở đâu ấy, ở đâu ấy, ở đâu ấy, ở đâu ấy, ở đâu ấy? Bu bom theo á. Ở dưới, ở dưới. Nãy giờ im lắm. Vừa gặp ở đây sao bom chạy toán loạn luôn. Đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy? Đi chung mọi người. Bên trong, bên trong, bên trong. Không, không, không. Em đưa trái bom cho thầy Onip, xong em nghe tiếng bom cái phùm, xong em chạy xuống em thấy thầy Onip, em check luôn thì thấy nguyên cái mặt quỷ đỏ trên tên của thầy Onip. Wow. Tao ném. Anh ơi từ từ để em ném bom cho bảy. Không, thì sao? Mà ném bom thì nó không có ra con như vậy. Đúng. Thì sao? Thì sao? Thầy ném bom cho anh bảy mà. Ừ. Làm sao mà ra được thế? À, thằng nhím banh nhá. Làm sao ra cái. Ủa, em thấy thế, em thấy lần cuối là thầy ném bom cho anh bảy. Có nghĩa là tao là thám tử, tao chết nhà thầy là mặt quỷ. Thầy mặt quỷ. Giết người là mặt quỷ đấy. Giết người là mặt quỷ đấy. Từ từ, đoạn nào ở bô, từ từ anh có thông tin, đoạn nào ở bô? Đoạn ở phòng sách lên đây, phòng học á. Dưới phòng sách có một xác chết. Dưới phòng sách có một cái xác. Dưới phòng sách có một xác chết nữa cơ. Xác của nhà. Thế đúng mẹ rồi, vốt thôi. Bây giờ sợ đéo thì vốt thôi, thật chích ra là đa rồi. Xác của nhà á. Không, nhưng mà nếu mà, từ từ.
Trời nếu ơi. Mà có xác của anh Nhạc ơi. Thì chắc chắn là thầy rồi. Tại vì lúc mà anh Bảy bị nổ bom chết là có cả Nhạc với cả thầy ở đấy. Đấy em nghe được cả hai luôn mà. Mà Nhạc chết thì chứng tỏ thầy giết rồi. Thầy giết Nhạc rồi. Thầy cãi nữa đi. Xong rồi thầy. Thầy đi, bút thầy đi, bút thầy đi. Đúng rồi, thầy biết em biết cái gì á, thầy cứ dí theo em, định giết em bịt đầu mối rồi. Bút thầy đi, bút thầy đi. Tao định giết mày kiểu gì? Khoa, gặp tao. Thầy thế, thầy cãi theo em làm gì? Thầy không nhận chức năng thầy bịt rồi. Tao đi theo mày thôi. Ủa. Em à. Tao đi theo mày thôi. Số 9 là à, số 9 nhớ rồi. Số 9 là thợ lặn. Lặn luôn. Nó tí lết rồi. Thằng Deathma là bom. Em là vị. Này, tao bảo. Nếu một lúc nữa. À không, nhưng vừa spawn ra làm sao nó đi lây nhanh thế nhỉ? Nếu một lúc nữa mà tao cầm quả bom là thằng Death ấy, để tao vừa đi ngang qua nó xong. Không, thằng Death là siêu lực ra anh ạ. Thế à? Sao? Sao mày biết? Ai? Sao mày biết? Lúc đầu em spawn với nó, xong rồi nó bảo là không bị lỗi, không giết được. Nhưng mà không biết nó đùa hay thật. Mà em nghĩ là tỷ lệ đùa là 0%. Mình người có chức năng mình phải thử mới biết. Ừ. Mày có chức năng à? Em làm gì có, em bảo mọi người thử. Ui, ui, ui. Chạy đi bom, chạy đi, đừng chạy hướng đây. Ui, thằng này lấy hit đến nơi, nó không biết bom. Thế mày có lấy git không? Đi theo. Buồn cười quá luôn. Mày lên đâu? Sao đây? Sao đây? Câu chuyện thì tao à? À tao bị thằng đẹp đuổi. Thế là tao vừa chạy tao vừa hô, thế là gặp ngay thằng Pupu với cả thằng Bô đi cùng nhau. Thế là thằng Pupu tao nói là thằng Dép là vịt đấy, thế là thằng Pupu lao vào chém thằng Dép luôn, thằng Dép chết tươi. Thằng Pupu là cảnh sát trưởng. Thế là bọn tao đứng ở đấy, bọn tao bảo là thôi chờ xem có ai đến ăn xác không. Thì địt mẹ em tùng béo, địt mẹ em đói vãi lồn, em đến em ăn xác. Lại chém tùng béo luôn. Tùng béo. Bây giờ chỉ còn một con vịt thôi. Hoặc là một con cây gì đấy. Chắc chắn là anh Khôi rồi. Anh Khôi nãy em báo anh Khôi trước rồi. Anh Khôi không làm gì hết. Sao gì? Khôi chắc là bom. Anh Khôi đặt bom rồi. Là gì? Bom này anh nãy giờ 16, anh Khôi cũng không làm gì hết. Dạ luôn. Ủa thì Pet là 16 thì ta mà ta chơi biết con gốc ấy nhỉ? Bạn phế mẹ rồi. Đúng rồi, đúng mà. Bạn mà chơi cẩn thận là chúng ta giết bạn đấy. Đi chung ha. 16 kỹ sư đúng rồi. Trời ơi, anh Khôi hả? Mà ai cũng biết hết đó, kỹ sư mà. Còn nhiều người em biết là bom này. Bom min là gì? Đúng. Anh Độ là gì? Em không thể chết anh ơi. Mày hỏi tao là hit vãi cứt. Đây, anh nói đây. Tí gặp tao nói cho. Tí gặp tao nói cho. Những thằng dí tao là những thằng cẩn thận. Con đặt bom cũng chui được mà. Đây, mình ra đây chứng minh cho chui vào đây xem này. Vì lúc nãy bông mai không biết bom này. Mà Ali là người bị bom này. Đâu chui gì? Chui đi. Chui ăn. Rồi. Chưa, được chưa? Được chưa? Mày là kỹ sư à? Anh đừng chui ra nhờ. À, kỹ sư mà. Đấy. Thế Huy, mày ra sabote thử xem nó có thấy màu đỏ không? Ủa em làm sao sabote được? À, thế thôi. Đỏ thế. Thế chip giả là gì cơ? Ui. Trời ơi, hai thằng lồn. Thằng Tài với em đứng cãi nhau, đẩy nhau xong thằng Bubu quất thằng Tài hết rồi. Mẹ, bọn tao tưởng là có thông tin rồi, tại bốn anh em tao đang đứng với nhau. Này. Tao ra luôn luôn, lấy git vậy là nha. Bí mật. Tao số 13 Ngỗng Ba Gang, lúc ấy tao còn nhìn thấy kẻ đeo bám với cả kỹ sư. Xong rồi tao chọn Ngỗng Ba Gang, hết. Hợp lý.
Lúc lúc đấy đứng ở ai số 14 15 à, anh Khôi. Em số 14 thám tử thì... còn người người báo thù với lại kỹ sư giống như thôi. Thằng bông nghiện với cả thằng nhím thôi. Đúng rồi. Ôi, bọn em anh số 10 sao? Số 16 kỹ sư rồi. Số 15 là ngẫu nhiên thôi sao nên chúng ta hiểu nhầm. Anh hỏi nhím là người đầu tiên chết chưa? Nhím ơi, người đầu tiên chết chưa? Người đầu tiên à. Em không để ý. Nó không biết được, chắc chắn nó không biết. Ôi giời, người đầu tiên ngồi đây thì làm sao biết được? Không biết em cần gì em bảo em không để ý gì. Thôi, ok đi. Từ từ em là số 16 kỹ sư. Từ đấy là em xem để xem anh xem cái rôn rồi em đi mẹ em mồm đi. Ủa bây giờ tao hỏi mày. Ok tao hỏi mày. Bây giờ em không được mãi mãi luôn. Đúng nếu mà rồi. Em mà vẫn còn thì mọi người vote anh Khôi nhá. Em đi trước đây. Anh Khôi phải rồi. Đeo thì em đi tìm. Em đi tìm trước mặt em mà. Em đi tìm làm tên cá đây. Thế thì làm rồi phải rồi. Anh Khôi phải cả. Thằng Bông Bi là gì? Ông em không phách. Anh Khôi phách rồi. Đúng rồi ơi. What the fuck? Thế Bông Mai là gì? Em không phách trời ơi. Số 1. Em hỏi vịt. Cái gì? Số 1. Từ từ nhá, vịt cũng chui vào. Vịt vào vịt thì lạc cái đéo gì. Số 1 là ngẫu nhiên. Vịt là 3, 4, 5, 6 mà. À 3, 4, 5 mà. Đúng rồi, nhưng mà số 1 là ngẫu nhiên thì đã... Anh Khôi fake á. Vịt đặt bom nó cũng chui được vào mà. Không phải Khôi thề. Không thì là anh Huy. Huy lấy lòng tin anh Độ. Ngăn hải. À vẫn còn đặt bom cơ à. Nãy giờ nhá, chỉ có anh Khôi thôi. Tao tin là hành động rung chuông của tao sẽ cứu một mạng người. Ai đang cầm bom, giơ tay lên xem nào. Em cầm bơ, tôi. Nhưng mà quả đấy nhá, em để ý là em nghĩ là anh Khôi lật bom rồi. Em giữ khoảng cách thì chỉ có anh Khôi chạm vào người em rồi. Em mới cầm bom được. Ai là người cầm bom? Em là người bị dính bom. Ô lý, mày đứng một mình. Em giữ khoảng cách mà mày cầm bom chỉ được. Có anh chạm em là người bị dính bom. Mày đứng một mình. Anh Huy gặp. Anh Huy gặp mỗi anh cho anh Huy đưa cho em. Bởi vì nhá. Thôi đưa hết anh Khôi Khoai đi. Bọn tao đứng vào một cái trên của tao này. Tao đứng cạnh chip. Ông lên cái vòng tròn rất là bé, tao thấy được mỗi anh chip đứng cạnh tao thôi. Rồi, tao. Tao được. Ơi, bậy nha. Tao ngộ ba gạng lại nghĩ chết rồi. Anh chip chỉ đứng cạnh nghiện thôi nha. Thôi tao bảo. Vốt thằng Khôi đi, nếu như mà đéo phải thì mình lại khoanh vùng được thêm tiếp. Xong tí vốt nốt thằng nghiện là xong. À nhầm, thằng Bột là xong, đúng không? Nhưng mà không phải em là kỹ sư. Thằng Bột nó không nhận chức năng. Bột anh ơi, đéo tin. Không phải ở vịt. Thôi, thế chịu rồi. Khôi trẻ nhắn lắm, anh Khôi trẻ trước mà. Thế thì Quyên ơi, trời ơi, Quyên ơi. Quyên vẫn nghe tiếng tích 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 kìa. Em bom trong chui tủ luôn mà. Em xem là cái vở kịch anh Khôi diễn như nào thôi. Nhím ơi, tôi cài Khôi quá. Biết rồi đấy. Có một con vịt, một con vịt đéo giết được người, trời ơi. Trời ơi, con của con bị lỗi mà chú. Con của con bị lỗi mà, con trêu. Phế cái gì, con của con bị lỗi, nó không giết được người, thầy ơi. Phế cái gì, không giết được ai. Mày đừng chọn vịt. Con ra luôn đấy cho nó nhận. Đừng chọn siêu năng lực nha, nó bị lỗi đây. Bây giờ mới biết. Ở đâu sau nãy thấy ông Bông Mai vẫn giết được mà nhở. Tại vì nãy em thấy Bông Mai giết được người mà. Mai giết được rồi. Ông thầy số 1 đang múc dục hơi non chết, không giết được. Đấy, Tài ở với em ở cái hang kia, em giết mãi Tài cũng được. Em bảo anh cho em phách mẹ Ron em phế. Ê, bố nó cứ đi theo em, nó lói chip ạ. À. Đi nhầm cả đường mà. Cày vãi lì. Nhạc ơi. Đói quá chú ơi, đói quá. Tung béo, đói vãi luôn. Ê, vì không giết người, đói điên. Số 2. Mẹ loanh quanh này cứ 11, 12, 13 suốt thế nhở. Ôi chị ơi, chị đừng chờ, chị toàn vịt thôi. Hey.
Xin mọi người đừng ngay chọn tình nhân nha. Lại đặt bom. Lại lên cùi rồi. Bột bán rồi ngỗng thường à? Đâu em Canada mà sao? Mà áo chết nữa kìa. Đủ em nói mọi người không tin. Tôi là kẻ đặt bom. Hay có Đa Đa. Mà có bom. Hay là trận này có bồ nông đó mọi người. Bồ nông à, có bồ nông à. Số 4 rồi. Bồ nông số 3, số 4 rồi. Sát thủ luôn á. Sát thủ đặt bom. Đâu, ám sát chứ, sát thủ đâu. Ám sát. Ám sát với đặt bom. Sát thủ khác mà. Rồi. Ồ. Oh. Huy ơi, về tao bảo Huy. Mày là gì ấy? Em có ám sát mà anh được kìa. Anh em biết với nhau thôi chứ kìa. Anh sắp cùng tao đúng không? Mày đợi đây. Huy ơi. Tao là Canada nha, tao Canada, tao Canada, tao Canada nha, tao Canada. Con đường. Ôi, thằng bố ghê lắm mọi người. Ôi. Hello. Ok. Rồi xong. Rồi xong. Ôi ơi. Vãi cả cứt thật. Em nghe tiếng bơm mọi người ơi. Mình phải rung chuông thôi. Ôi Ali ơi, mày vừa cứu, mày vừa cứu được 4 người đấy. À? Chị rung chuông làm gì? Trời ơi. Chị không thương người khác. Trời ơi, bây giờ mình phân tích đi. Em là người, người? Cầm ai là người cầm đầu tiên? Em sao pu pu ném cho em. Rồi, mày gặp ai nè? Em vừa tới được người vậy nhá, là không thể nào em đập. Ban đầu à? Yeah. Em ơi, anh leg hit vậy đấy nhá. Gặp đầu tiên thì làm sao mà ra được? Đúng. Nó còn cool down đấy chứ, trời ơi. Tao có chạm vào người sau mày sau gặp ông Mai. Nhưng mà mày đi ngang qua tao. Có chạm vào người mày khéo đúng ông Mai rồi. What? Ai biết được chạm ông Mai không biết là có bom cơ hỏi nhà. Ủa sao anh coi chết vậy? Từ vót anh biết điệt mẹ. Đứng đó đâu biết được. Không biết. Mọi người đưa bom bấm nút nào ạ? Đưa bom bấm nút nào? Bấm mép, bấm mép. Bấm nút cắt. Em có rất là nhiều thông tin. Em đang 16. Em legit. Ông nút cắt đấy. Ôi trời ơi, đi đi chết. Cái tính kết cắt kết cắt đi luôn. Bây giờ nếu có cùng spawn ra cạnh nhím là ok bro. Có khi nào là một tính hack chứ không phải. Good morning. Nhím ơi, tha nhím ơi, nếu mà gặp anh tha. Mày nhím ơi. Nhím ơi, tha nhím ơi. Tha nhím ơi. Thôi để tôi chết thay cho ông kêu bom. Kiểu gì nó cũng spawn một mình mà, mọi người yên tâm. Nhím ơi, gặp anh ở chỗ rung chuông anh cầm bom cho nhím ơi. Anh là kẻ gỡ bom. Mời good morning. Ui, đi bẻ chỗ cầm bom, tôi chạy đi mày ơi. Chạy. Ui, nổi. Ok à, ai chết đây? Ủa, ai vậy? Quang bạch. Quang bạch á? Trời ơi, người thế thân mày quá. Anh Quang bạch chết rồi. Đây, để tao cảm giác, để tao cảm giác, để tao cảm giác, để tao cảm giác. Ok. Chúng mày muốn biết rôn nó là gì không? Ôi anh ơi, thôi xin ăn, em xin ăn. Ê, anh đâu ơi, đừng. Em xin lỗi, trời tối quá, thế là em lỡ tay em chém vào mông bu. Em report luôn. Trời ơi. Mày rung chuông con mẹ mày à. Anh cầm bom đây. Thằng vô là cầm bom chúng mày ơi. Mày chạy xa ra. Cầm bom sắp rồi. Hey. Trời ơi. Bom ở đâu à? Bom trên bom học anh đổ mới xin đưa cho tao. Tao là bị Ali nó đưa cho tao. Ali nó đưa cho tao. Thôi, anh đổi không, là em không đưa anh. Thế à? Em à không, không, nữa. Không. Từ, tao cầm bom từ đầu. Lúc ra tao gặp ai nhỉ? Tao. Em. À?
À không, thằng bông mai. Ơ thằng bông mai. Không, đúng. Lúc đấy là gì? Không, không không. Thằng bông mai đầu tiên nè. Chỉ có bông mai lúc qua rồi, thằng bông mai chạy đi. Từ từ để em nói. Để em nói. Bắt bông mai đi. Với em ở chỗ rung chuông là nhím vẫn đang cầm bom, làm sao em đặt bom được tiếp? Thì đấy, cầm bom nào. Đúng 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 đúng. Vừa ra phát là bom phải cooldown đúng không nhỉ? Bom phải cooldown không nhỉ? Làm sao mà đặt được bom? Bom bom hình như là chỉ cooldown khoảng mấy giây thôi anh ạ, khoảng 2 3 giây thôi. Thế là anh chip rồi anh ơi, anh chip. Bom chip đi. Léo gì? Tao gặp ai đâu ở kìa. Ê, đây từ từ nhá, tao là thằng cầm bom đầu tiên là tao lên lay git rồi nhá. À với cả tao là Fabi luôn rồi, thằng Quang Keo tao check nó là người Canada nhá. À, em là cảnh sát trưởng. Mới là Canada mà. Ai? Ai là Canada cơ? Em có dự không tin lắm. Anh gặp em nha. Gặp mày em gì? Nhím là cảnh sát trưởng rồi sao chẳng em không? Gặp em bạn thiếu sự. Gai ơi, good hãy nấp kỹ vào. Sợ quá. Chạy. Thôi em scared. Bơm rồi, nó đổ chết rồi người. Ôi, chip. Đâu? Chú chip đâu? Alo, không đây. bị giật. Tôi có một niềm nghi vấn anh độ là bom ấy. Mày bị điên à? Ơ kìa. What the fuck? Đây là report. Là bố Canada. Good morning. Cái đéo gì? Không có cao thủ. Alo, sao em nói? Alo. Không có cao thủ đâu. Alo. Tùng báo nói. Ở đây. Anh độ fake roll nha, em là Pháp Y nha. Anh độ là gì em không biết nha. Anh độ là Canada. Anh độ là gì rồi? Anh độ là Canada. Tại vì lúc chị nói Canada, à, anh độ sát mà. Đéo này thề. Anh độ là Canada từ đầu game luôn. Ôi vai lìn rồi. Em có gặp anh độ đâu mà em biết anh độ Canada. À. Đây là một sự mới nói rất nhiều. Béo này. Ủa sao thằng Bùn chưa chết nhỉ? Không thể, anh độ. Sóng não tung nhảy. Nhưng mà chết nhiều quá mọi người ơi. Thấy chưa? Ê, thế này như ám sát chết tôi sao ấy. Không thể bắn thế nào. Tôi chưa chết nè. Chị làm gì có thông tin đâu em. Ám sát chết rồi. Đấy, em nghĩ em giết thằng Bubu. Nó là một cái gì đấy. Bubu một cái gì đấy. Gì đấy á. Uhuhu. À, mày đói ăn. Ô sao em, sao thằng Bubu đéo chết à? Vì thắng. Thằng Bô đéo chết à? Vì thắng chắc luôn. Thằng Bô là vì đúng không? Không, em là... Ông em anh. Biết, em là một đông nhiều... Em đã hết nhiều chức năng quan trọng lắm. Tờ phát, đếp. Anh... Hai dịch lận, trời ơi. Ui, sắp có bạn rồi, sắp có bạn chơi, sắp có bạn chơi. Sắp có bạn chơi cùng. Còn tới 2 dịch lận. Hết lên này. Áo thật đi. Oh. Trong lúc chạy bom có tìm thấy xác ở chỗ bộ giáp này. Ủa, cái địch vãi lồ. Em thấy tiếng bom vãi lồ. Rồi sao mà em cầm bom nhé. Mày nhớ mà mày quay lùi lại rồi. Đếp. Đếp phát. Thằng đếp nó làm nhím gì đấy thôi. Thằng nhím là cái gì em đang chạy bom mà. Mày bị ngáo à. Mày chạy đi rồi mày quay lại vậy. Bố mày cầm bom, bố đứng sau cùng. Nó sáng lên, thì tao mới quay. Anh bị điên à? Bố mày cầm bom, bố đứng sau cùng mà sao bố chạy kịp? Bố phải đứng ngoài không, chứ. Đúng rồi, không biết đâu. Chạy ngang tao đi bắt à. Ta bảo này, ai đứng ngoài mày nhìn thấy có ai đứng ngoài. Đấy thì người tao nhận được là lỗi mà đi bắt em. Đứng ngoài mà. Em chạy xuống thì thấy hai ông chạy xuống tự nhiên thấy tiếng bom. Tao bảo theo tao quan sát ấy thì chắc là không phải là nhím đâu. Và cũng không phải là Khoa, thì chỉ còn mấy thằng còn lại thôi. Thằng Phát cũng không phải này. Một là thằng Huy, hai là Đép. Ba là thầy. Em nghĩ là Đép, em nghĩ là Đép. Em nghĩ là Đép. Sao lại là em? Quả đấy em đang mất điện mà tự nhiên có bom mà. Em là gì? Em số 15. Cộng 3 ngang hết. Kịp ơi, sao mày lấy fake dâu anh?
Nghe không uy tín thì cũng không biết. Họ ám sát mà thầy. Uy tín thì chuẩn rồi còn gì nữa. Không, cái tầm này còn ám sát là thằng Tùng Béo lấy pháp y nó phải chết rồi, nên em Aron được. Không còn ám sát đâu. Chắc chắn mà... luôn. Ê, không còn làm gì. Tím là dân phòng hay cảnh sát trưởng ấy? Tao là cảnh sát trưởng mà, sao mày nhận được tao? Em là dân phòng. Nếu mà nó là em nó là cảnh sát trưởng lúc ấy nó chém Pupu, nếu mà nhầm thì nó đã chết rồi thấy. Đúng rồi. Okay, em là dân phòng thầy ơi. Bách chứ trời. Ê, tò mò anh Huy. Làm xong nhiều rồi, sắp giết được 7 rồi. Đón bạn này, đón bạn mới này, đón bạn mới này. Thiệt mẹ chết đúng thằng đặt bom luôn anh ạ, thằng Vịt đặt bom. Nó đặt bom à? Nó đặt bom. Ui, đưa sao chết. Ui, có chết rồi, có khi nó legit. Anh Huy là gì hả anh Huy? Là thầy Đồng, lúc này mọi người đã chạy bom là có hai người chết đây, anh chạy theo Tùng Béo mà. Em nghĩ à, thầy. Thầy chém ai chưa? Chảy mồm ấy. Sao thầy chém anh bảy? Thầy là cái quan. Thầy cái chảy mồm. Sao thầy chém anh bảy? Tại vì nhá, lúc ấy anh nghi này này. Tại vì lúc ấy anh em mình đứng đông ở cái đoạn cái thùng ấy thì anh thấy bảy nó chạy đầu tiên. Nên là anh nghi của anh chạy theo nó, anh chém nó luôn. Anh không làm cái đúng không thầy? Anh hợp lý thế nào? Thầy chém một tổ chức bạo dạn mãi. Thầy hãy vuốt thầy anh em ơi. Bình thường nhá, cái cảm giác cái con vịt ý, nó mà nghe tiếng bom ấy, nó sẽ chạy đầu tiên, em hiểu không? Cảm giác rồi, thầy thầy nếu mà thầy cảnh sát trưởng bây giờ thầy chém mẹ thằng Nét cho anh. Đúng. Được rồi. Nếu mà nó không phải là vịt thì đi pạ tí bọn anh chung chung anh vuốt thằng nhím, thế là hết. Thoải mái luôn. Không có Ê, hình như còn hai con vịt thế sao ấy. Còn hai con vịt thế sao ấy, anh Chip ơi. Em bảo này, hình như là còn hai con vịt, một con đặt bom, một con chém được. Ba vốt đây. Ai ăn thì con đặt bom, một con chém được. Ai ăn thì thầy chứ. Đi xem thầy giết người chúng mày, đi xem thầy giết người, đi xem thầy giết người. Chém được một con đặt bom. Chém đét đi. Thế. Đi chúng mày đi chung tao thấy thật. Chưa thấy đồng biết nghe. Biết được mình có cách. Nghe fake thế nhở? Ừ. Bao nhiêu người chết anh Huy? Nói luôn đi. Bao nhiêu người chết? 16. Mất điện này. Còn 6 người. Đi vào đây chung đi, vào chung đi anh. Vào chuông à? Ok thầy. Anh bây giờ nhá. Đâu khi nào còn ai chip à? Đét không? Đây. Em nghĩ quả này là anh Huy chém thầy ạ, tại vì lúc thầy đang nói là cái xác đấy chết luôn. Ủa, wow, đang tắt điện tối om mà. Điều thật. Em. Ủa thằng Huy hai nhím thôi. Thầy không chém phải không? Thế là thằng nhím. Chém đéo gì mới điên à? Thầy với thằng nhím đứng gần hơn em mà. Cái xác xong rồi em mới chạy tới gần. Ủa? Tao đứng ở trên xong tao mới chạy xuống. Ủa? Tao tính xác nha. Em thấy là... Thì có thằng nhím em thấy là hình như là anh Huy... Đứng... Anh Huy gần nhất á. Thầy ạ. Không, cái xác xong rồi anh mới chạy tới gần nhất. Còn trước khi mà xác em là... chém ấy là thầy với em đứng gần nhất. Em là dân phòng, em là dân phòng. Ok á. Phòng cái đéo gì? Rồi vớt nhím đi. Anh Huy, anh Huy, anh Huy. Thế là xong rồi. Con vẫn còn xung chuông rồi. Anh Huy. Anh vẫn còn mà. Anh Huy, anh luôn đi vuốt là anh Huy là nhím. Anh Huy, anh Huy, anh Huy. Huy. Vuốt đi. Sao mẹ em sao mọi người không tin? Anh không để em hy sinh đâu. Mẹ thằng Huy ấy, nếu mà không phải em thì thằng Huy ấy chắc chắn chết. Ừ. Không thấy biết ai rồi. Là sao hả mọi người? Nhưng mà chết ở đâu á? Có biết đéo. Chưa hết à?
người là được. Chết mẹ rồi. Diễn, lại còn diễn. Kịch bản là thầy đi chém Thằng Huy, thế là thua rồi. Không sao, thầy đâu, thầy đâu. Đấy, thầy vào bắt Thằng Huy luôn này. Chưa là còn hai vịt. Ok. Không sao bay kịp kìa. Kịp thế đéo là được. Phải. Ô, cảnh sát trưởng thật kìa. Em biết rồi, em biết thầy định làm thế rồi, nên sao bay không kịp. Cái chứ. Tao thấy mày đã... Thầy đã chém. Tao càng ghi mày rồi. Ô, sao thầy không chém thằng... Thầy đã chém. Nhưng mà quả đấy nhá, em chém dựng hiện trường giả cho mọi người cãi nhau chuẩn lắm nhá. Thầy vẫn chém, cay thật em. Thầy không nhìn em hay rồi. Mày lừa thế đéo. Em chém quả quái luôn đấy. Ơ nhưng mà sao trước rồi. Sao thằng Đét giết được ấy nhở? Em tắt điện xong rồi em biết là mọi người bị ít tầm nhìn ấy, thế em chém ai ở chân thôi. Sắc chết thì ta mới nghĩ là thằng Huy mẹ nghe giọng lại nghĩ lắm. Quả đây không thấy xăng, không thấy Đét nó lướt quá gì luôn ấy. Ờ không thấy luôn. Em tắt điện mà. Em chỉ chém chân thôi. Chết điện coi. Không nhưng mà tâm nhìn thằng Huy mà. Bốc mai nó nuốt ngay từ đầu không ạ? Trời đâu. Gặp nó, Vương Sơ Bon gặp nó. À, vào cuối đây, chạy đây. Ôi, chết rồi, em ấn vào thằng nào spec rồi. Đẹp lắm mà. Yeah. Em. Có ai spec vẫn được chọn player này. Chọn đấy, thử mà. Ủa, là chọn người spec. Chọn spec. Ơ, vẫn mẹ 16 rồi mà. Nó vẫn đủ. Đâu 16 chắc vẫn kịp, chắc vẫn được. Vẫn kịp đấy anh ạ. Đúng cái lúc ấy luôn. Mày bấm sau khi bắt đầu rồi. Chắc kịp ấy. Vẫn kịp. Ôi mày ngồi xem một ván đi. Đánh. Trời ơi. Được chơi mà. Bún nông là phải có người mắt để ăn chứ. Ngồi. Bây giờ không được chơi bún nông nhờ. Cái đệt. Trời ơi. Bét bảng xe bạc. Ok, thằng bố nó rồi. Ơ vẫn 16 người mà nhỉ. Ôi, đéo có bún nông chơi rồi. Lại chi bồ câu. Cần. Nó cần cái cấu kia. Không phải. Mẹ giọng nó ván này làm vịt tôi. Lúc nào là em what the fuck. Mẹ thì what the fuck. Ván trước đéo ghít lắm. Giọng ván này dồn. Mẹ phải chắc chắn mẹ luôn này. Rồi ông thầy chuẩn bị chết với tôi đi. Ông nói nhiều. Thế à. Mẹ mày. Mẹ này. Thầy chết là tôi. Ôi, nhạc với tài à, hợp lý nhở? Ui, ba anh em mình gặp nhau là cái duyên này, ba anh em kết nghĩa với nhau đi. Bê anh em mình, bê anh em mình cùng nhau ra rôn đi là hợp lý này. À, khoai mày là gì? Từ anh thì đấy, bốn anh em được, bốn anh em kết nghĩa nhau đi. Mày thế, đi em ăn trượt. xem thằng nào để ăn xác không? Có chim mưng có kền kền đấy. Xem thằng nào đến ăn xác có kền kền mà. Chúng mày đứng tập trung hết vào góc đi, đứng giặt hết vào góc đi, đứng giặt hết vào góc đi. Đây đứng hết vào. Đây, đứng chỗ ông Tài, đứng chỗ ông Tài. Đây đứng đây, đứng che xác. Ở che xác kìa, che xác. Không che xác nó thấy đấy, mà đứng vào góc này. Thế thì ai dám vào? Đứng góc này nó ăn bạn ơi, đứng vào góc đấy để nó chạy đến ăn bạn ơi. Cái xác mà. Tỉnh không dám ăn đâu. Dám. Người chú vào đây, mọi người chú vào đây. Ăn chứ, chè nó thấy nó hết vào đây. Không, nấp đi, để nó vào nó ăn. Trốn vào đây. Mẹ please. Ở đây. Mẹ rồi sao? Ui, trong này chắc chắn có một con vịt. Ai xung phong thử chém một phát để xem ai sẽ là vịt đi. Ách đi. Ơi, từ từ. Đấy, chém thử đi. Ai chém thử phát. Cái gì đây? Từ từ gì đây? Từ từ gì đây? Em, tính của em bên này này, đi. Đây, xuống đây. Ủa ơi. Đây, căng hơn bên đây. Uầy, bán trước em làm thám tử xịt, nhưng bán em làm thám tử chuẩn rồi. Thằng Tài vừa giết người mọi người ơi.
Sao lại em giết người? Em đứng với anh mà. Tao soi ra mày mặt quỷ. Anh trách nhầm. Ê, đấy. Ôi trời ơi, đúng một con quỷ rồi. Quỷ tài. Rồi. Giết thôi nào, em đứng đây cả buổi sao giết được người? Vô lý. Quang bịp. Thôi, mọi người ơi, tin em mọi người ơi. Vô lý. Mọi người lúc đầu có gặp vô ai lý. Đi từ cái đường hầm bây giờ nha. Có thôi, sách trong đường hầm nữa. Kể cả bây giờ có cao thủ em ra luôn. Ôi, em sao thằng Nhạc chết mẹ rồi. Cần phải báo thù. Số 14. Số bao nhiêu anh? Số 14. Thôi em tao số 15 còn người báo thù vote tao tài đi. Tao tin em qua. Vote đi. Số 15 còn người báo thù vote đi. Tao còn bịt nhá. Bắt đỏ được mà. Bắt đỏ được. Chắc chắn đấy. Vô lý. Bắt buộc đây, bắt buộc. Vô lý. Ai vote? Vô lý. Mẹ khó thế nhờ. Thế là còn một chim ưng à. Tắt cái lối. Không. Tin ai được không tin ai được. Không. Anh em đi đâu ấy? Ờ, đi đâu đấy? Vui thế. Nhặt một bông hồng. Ừ, đi vô chi thực sự. Thế là trong đống này đéo có kền kền. À đéo có chim ưng. Thế là chim ưng là thằng Pupu. Thằng Pupu bú Canada. Em là Nhật, giết em đây. Điệt phải. Lồn gì đấy? Em là Nhật, giết em đây. Sao lại thế nào? Bú ở Canada. Bú Canada con mẹ rồi. Quay. Ê, ta đa sao không mọi người? Dạ, dạ, dạ. Ừ, nó đa đa sao từ từ. Đa. Không, em không phải đa đâu thà. Ê, anh là vịt số mấy? Anh là vịt gì? Anh là số mấy? Tin mày, ai tin mày? Rồi, không biết Vinh là vịt gì, chắc chắn là không phải vịt. Không nói ra là không dám tin. À, rồi, đấy, vịt ta phải chọn lắm. Anh nghĩ nó là chim ưng đấy. Chim ưng, chim ưng. Chim ưng rồi. Đúng rồi. Từ từ đã, mẹ, từ từ đã. Ai còn giết được người không mẹ? Ra giết nó đi, cho nó chắc. Em là Nhật. Thì mẹ có người giết được người. Đúng. Nằm mẹ xuống chém nhau với cái con dân phòng bạn ơi, con dân. Ôi phòng. Mọi người tin em bằng này đây, em giết người thôi mà. Không. Tại sao nó lại tự nhiên là giật giật? Tại sao nó tự tin đấy nhỉ? Phải có uyển khúc ở đây chắc chắn. Sợ mà anh cứ không đến hắc não ta. Thả nó ra chứ, nó giết tiếp sao? Thả nó. Không. Thì đấy. Em đi kèm nhau. Thả ra là em giết hết một tất cả mọi người á. Ôi trời, trời, trời. Anh cười tay mà không dám hốt ra tôi. Để em ra giết chết Pu Pu mọi người đây. À, đẹp là chim mừng nha, đẹp chim mừng á, đẹp chim mừng á. Em là vịt luôn, thật luôn, tao cẩn thận này, được chưa? Thôi kìa, không vô thật nè. Mẹ ông mày thấy sự khích bỉ chưa? Hả? Đéo xem tiết. Mẹ khó thế nhờ. Dạ mẹ ơi. Ê, ôi. Trong lúc tắt điện, em thấy bóng hình thấy em vượt qua, giết chết anh Bảy. Hứa. Mày cũng không, thấy đúng không? Không phải tao, không phải tao, không phải tao. Mày thấy thấy chỉ còn đép thôi, chỉ còn đép thôi, nhưng mà pha đó là em giết. Đép. Thằng đép. Áo rồi đép đi. Mày thằng đép. Đi mẹ. Mày im mồm đi thằng ngu. Không, tao thấy mày thấy độ chém đúng không? Tao cũng thấy đấy. Đúng. Tôi thấy thằng đép chém bạn thầy ơi. Con mà thầy con mà. Nhưng mà lúc này tối quá tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng mà tôi nhìn thấy là tôi sau khi cái xác nó vừa ấy cả tôi nhìn thằng đép. Tôi nhìn rõ ràng là màu xám chứ không phải màu đen. Của bạn. Em đen chui luôn, dám đắng luôn này. Cái áo này không lệch được luôn chú ạ. Ăn cái áo này rồi. Đúng rồi. Mọi người lật rồi, em chém mọi người ơi. Đi mẹ với thằng Canada. Mẹ. Thằng Bu Bu rồi đó còn sống nè. Thì đó, mọi người không giết em là em giết hết á. Anh chim ưng á.
Đúng rồi. Tạm biệt thầy. Mày nhớ mặt tao ấy. Ôi ôi, anh Độ ơi. Riêng cái... Trời, đụ mẹ nó. Trời ơi. Góc tao nhìn là thấy đúng mỗi thằng phát nó chạy lên đây là tao băm luôn đấy. Em thì dưới thêm 4 thằng chạy theo nữa. Fuck. Tắc tắc để chính thống thế rồi. Trời ơi. À quả đầu double kill lấy bấm R nhiều lắm ấy mà không kịp. Thằng Tài mẹ có bấm xịt cơ. Hội bàn tròn. Tình hình là nguy cấp. Tại sao một con vịt chết thì chúng ta vẫn chơi tiếp? Ta cần phải điều tra ngay lập tức. Phát đây, phát. Không phải ạ. Đấy rồi, hồi nãy nãy mày kêu mày Nguyễn Tức 7 là gì á? Nhưng mà chưa chém á. Mày bảo vệ anh 7 làm gì ấy. Đếp là gì đếp? Vừa đi thì chết luôn. Em số 15 ngỗng thường. Rồi đó, mọi người ơi, vote đi, tin em, vote đi. Nãy nó kêu nó chém em à? Mồm mõm thế, giang hồ đôi khi phải biết dùng mồm anh. Thì Ali đôn mà, nhưng mà bây giờ chưa xong mà, Thì chưa được tẩu rồi. Ông sờ bút rồi sảng rồi. Mọi người ra roll đi mọi người. Chỉ là nếu mà giờ mà vẫn còn sống thì chỉ có Dev thôi chứ ai nữa. Cậu ông này, mày là Dịch. Anh không phải Dada nữa chú nhở? Đúng rồi, em là Dịch. Đồ vừa đổi chiến thuật rồi đấy. Nếu phải Dada nó địt con mẹ vút con mẹ. Thôi thôi, trò vút. Vút nó đi. Thôi luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Không phải Dada không? Cùng béo bạn tin tôi Dada. Không có Dada đâu. Sao nhở? Ừ, chỉ mừng anh em đó. Chim nó tao với lại Canada là béo nữa. Dép là Dịch, tin em. Đếp là Dịch, tin em. Út mày ngớ mẹ. Nó là Dada thật tao cười ỉa. Là sao vậy? Ok á. Thì bạn nó chim mưng mà. Mưng chim mưng mà. Anh boy trông có vẻ khát máu lắm. Không, quả đấy dưới góc nhìn của tao, tao nhìn thấy mỗi là phát chạy lên, tao chém xong thấy 4 thằng đang chạy đằng sau. Trời ơi. Mẹ là cay đã chìm được. Có mình em à, vãi. Không cam tâm, tôi không cam tâm. Rồi, chơi đúng ván cuối đi, xong anh em nghỉ đi. Cuối của cuối. Đúng ván cuối nha, xong nghỉ nhá. Nốt. Tôi cũng không cam tâm, vừa vào game đã chết với anh Khôi. Mẹ thằng Tài của tao chém xong phải 2 giây sau nó mới chém á. Của em đi ăn trưa anh ạ. Trời ơi. Ba game chết lên một cái này. Tôi không can tâm. Ván cuối cũng là số. Tôi phải làm lại. Đây rồi. Cuối cũng là số kế cuối cùng. Tuyệt. Ô, bồn ông. Ô, có bồn ông. Có đa đa đấy mọi người ạ. Có đa đa đấy. Đấy, đa đa luôn thì kìa. Đa đa luôn. Có đa đa xong đấu nữa thì sao nhỉ? Chắc chắn rồi. Có đa đa sớm này chắc có xong đấu rồi. Có xong đấu ấy. Kiểu gì cũng có. Cứ có đa đa là kiểu gì cũng có xong đấu. Vậy câu hỏi đặt ra là ai là người Canada? Đa đa xong đấu số 8 rồi. Trời ơi, lay gít. Ngỗng luôn á. Vì thỏi chấm à. Ôi, có đại đa xong đấu nha. Ui ôi, mẹ mình lay up đỉnh cao. Lineup of the year. Holy fuck man. Long time no see man. Long time no see bro.
chị đấy. Con là Canada thôi. Con là Canada. Nhớ điều đấy. Mẹ à, thằng này xếp với cái lá bài lâu thế. Em bật ra một lần đấy anh ạ. Canada. Thấy xét bù bù ở dưới phòng ở dưới anh à. Phòng bên bản phòng hội trường ấy. Ở bù à. Khó nhờ. Bù à, bù à, bù à. Người đừng lặng im đến hai. Tôi không biết là ai giết lắm. Thì con tôi biết. Không biết ai giết đâu. Nhanh thế này thì thật mà nhanh thế này thì chắc chắn. Không có nhắn. Không ai biết đâu. Thì đúng mà. Thì đúng mà. Từ từ đã. Sao thấy thùng bèo. Không trên 16 chết phát báo luôn. Là chỉ có thằng này giết thôi. Sao thấy tụng béo vừa chạy vừa kêu tôi là Canada đừng giết tôi. Em bóc phét đấy. Ôi giời ơi cái đéo đây. Tụng béo ra hả? Em được sống đấy. Ôi Canada. Đúng rồi. Ủa sao em không còn gì có thể bào chữa rồi. Bốt bô thôi. Ủa hay là Dada cứu được rồi. Dada nhở. Da đây 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 rồi. Da da. Yes. Không phải đâu. Chắc chắn không phải. Chắc mới đây. Chắc mới đây. Ở chỗ này không phải. Mình để cơ quan chức năng làm việc đâu mà. Nó kiểu hụt hẫng vậy luôn. Tề đéo tin được. Ơ Quang, em biết cái này chưa? Anh đứng đây. Ơi, ok. À sao nhở? Câu chuyện nó phức tạp lắm mọi người ạ. À. Mọi người có muốn nghe không? Sao nhanh thế nhở? Nhanh thế nhở? Đa như nào? Đây là Dada này. Đây là Dada này. Mọi người lắng nghe đã. Em support mà nhìn. Đi cùng một chặng đường xong em bảo nó là ông mới là Dada nên là ông biết thằng Khoa đéo phải Dada. Xong rồi đi đến một cái ngã ba thì nó chém xẹt một phát. Tự nhiên đúng lúc anh Huy va vào thế là hình như là nó định chém em xong chém trúng anh Huy sao ấy. Thế là nó là Dada xong đấu cái gì ạ? Không, nó là Dada đâu, rồi. Nó là Dada. Phải đâu anh ơi. Nó làm nhiệm vụ không nhiều cái lìn nữa. Không phải đâu mọi người ơi, thằng Nghiện nó chém xong nó thấy em đến, xong nó quay lại nó report xác đấy. Nghiện là Dada. Anh người ơi, có xác khỏi em đâu. Tin em, đừng post thằng Nghiện. Thế thì thằng Nghiện là gì? Ai có chức năng thì phang nhìn thôi, anh em bỏ qua. Phang đi. Đúng. Mà hai người đều khác nhau đa đa một con chết rồi với cả một con còn sống thì kẹp mẹ giống tôi ván trước ấy. Ờ. Cũng đúng chắc chắn là thằng nhím mà đa đa chém thằng Huy đa đa nó làm vịt thì nó không chém nhanh như thế tại sao không phải là tại sao phải là một là cũng đáp nữa thế gì tại sao wait some cái gì nãy đang bảo cái gì dở ấy nhỉ? Nãy đấy anh bảo em cái gì dở ấy nhỉ? Nãy mày đang bảo gì nhỉ? Mày bảo đứng đây mày bảo đéo gì nhỉ? Em bảo là anh đứng ở đây này. Ôi, ơi có người không? Đây đây về đây cho kín đây cho kín. Anh đứng ở kia cho em chui tủ cho. Con Dada này. Leo đồ Dada. Leo Dada. Leo Dada. Dada phế. Xúc. Như thiếu một cái gì. Ali lên đây Ali. Ôi. Anh độ. Đây ăn. ADN Zen từ tay là mình. Ở trong cái phòng đốt, phòng cho than và lò đang có Ali với anh Độ. Xong quay vào không thấy Ali đâu, thấy mua anh Độ nhét Ali vào trong lò rồi. Mày bị dở hơi à? Con Ali nó biết chơi, nó đi đứng vào cửa lò để tao nhét nó vào làm đéo gì. Anh nhìn xem, em giết thằng nhím. Em giết thằng nhím để em có Ali ra chết xách xác. Thế từ từ. Em ơi, thế từ bô à khôi cho anh nói là thế thì phải có một con bồ nông ở trong này rồi. Em report vội thế. Là anh đấy. Thế là anh đấy. Anh á. Em ơi, đi làm sao nó có thể thiếu thông minh đến mức nó đứng ở cửa lò để anh đẩy vào được? Khôi,
Câu này quen lắm anh ơi, câu này bài rồi anh Khôi ơi. Anh biết nó bài rồi. Mỗi lần anh nói thế anh là người nổi tiếng chết chưa anh Độ? Anh là dân phòng trời ơi. Người nổi tiếng chết chưa anh? Chết chưa anh? Anh Độ à, anh nhận đúng chức năng của em đi với nhạc từ đầu. Thế thôi. Nhưng mà anh là người thì anh phải thấy chứ. Thế thôi, thế chịu thôi. Thế thôi rồi. Thôi luôn. Thế thôi à, thế thôi. Luôn thầy ạ. Thôi luôn. Thì như vậy nhé rồi. Uầy. Ai bán rồi. Thật Quang Bạch nói nhiều, tao đẩy cũ vào lò. Xong Ali đến bảo, ơ cái gì nhở, tao đẩy cũ vào lò nốt. Thế nhá, đi đây, bye bye. Tưởng anh bổ nông cơ. Còn việc cuối là bảy hoặc đép rồi, xong. Đỡ, thế xong rồi. Em là thám tử, xin thầy. Thầy hơi là trời. Ê, đang đi tìm Quang Bạch. Quang Bạch trong lò đấy. À? Anh đẩy mày vào đây còn đéo nữa. Ê, em biết là chỗ đấy giết xong vào lò luôn rồi nhưng mà kiểu tin tưởng ấy. Cậu tên lầm người rồi. Uầy, thật là tình cờ, tôi đi ngoan căn phòng, tôi nghe được câu chuyện. Anh Chip nhận là thầy đồng. Thôi tôi đi với nhạc, nhạc là thầy đồng báo sát của tôi liên tục. Anh Chip, anh có gì để giải thích không? Anh ơi, bảy đi giao chết luôn đây cả. Ôi trời ơi, chú ơi. Trời ơi, vịt ma Bắc Giang, thế thôi rồi. Thế thôi là còn thế gì thôi. Nữa đâu. Mà khóc với dầu. Thầy chơi tâm lý thế, chưa gì ra thầy đã hỏi anh rồi. Sao thầy không hỏi người khác? Ui, thầy còn kiểu gọi tên để thầy để lọc cơ. Sao anh em cứ dí thầy rồi? Số 16 còn nhiều thông tin lắm. Nên là phải hỏi chú thôi. Kim từ đầu đến cuối mà. Ui, thầy mà số 16 là thầy chụp ca ảnh luôn đấy. Nhưng mà tại vì chú là người im nhất chú ạ. Tắt đèn đi, mọi người thấy sao? Im đâu mà im, thầy im có. Con im để con nhận thông tin chú ạ. Hay là Pháp Bi ở tại? Không. Sao thấy sao không reborn? Em nói thế thôi. Thằng này có vấn đề lẹ. Hút em được. Đang gọi em anh. Tin thì hút thôi. Con một con. Sao ba bỏ qua nhở? Sao vẫn có tận ba bỏ qua nhở? Kỳ ta. Chứng tỏ. Chứng tỏ là có hút. Còn bốn nông à? Ồ, thằng Tài là gì vậy mọi người? Còn bốn nông à? Biết đéo được. Có bùn nông tài... sao ấy. À nó nuốt em. Em đang bảo đứng cạnh nó bảo là tao biết anh Chip là vịt. Để tao nói với mày lý do thoát nó nuốt luôn. Tiêu hóa là hội bàn tròn. Chúng ta lại gặp lại. Không thể nào còn gần này con người mà trà trộn được một con vịt được. Yêu cầu các đồng chí lộ rôn tôi lộ đi. Ra đầu tiên tôi là người rung chuông, tôi là tham tử. Số bao nhiêu của mấy em quên mẹ rồi. Nhưng mà em là thám tử, em thám tử thật. Rồi được rồi, rồi tiếp béo. Tôi là ngóng. Số chín. Số nào? À em số 7 thì phải. Số 13. Tôi là vì đại biểu nói chậm quá. Hụt luôn. Từ. Rồi sao cảm ơn ba vốn rồi. Sợ... Đa Thank you. Không nhím vào Đa La. Tắt đèn đi, trời tâm trí đây. Đấy, thằng nhím phe anh mà, thằng nhím bạn thì cấu kết với anh cơ. Ta thằng Bông Mai là vịt, thằng Bông Mai nó chém anh Huy Huế. Rồi ta rồi sao hình như vốt giống Đa Đa rồi. Cho mày thằng. Ô kìa. Ui giời. Ô kìa, sao đã chơi nốt đi. Bị lộ rồi anh, bây giờ làm sao fake grow nữa. Sao không fake được kìa. Mọi người đi chung, mọi người đi chung hết với nhau rồi. Ui bố đông nuốt hết. Buông thế. Buông thế thế. Thế có ấy chú mà sống được thêm tên nữa thì em mới ăn được. Địp mà không fake được thì cũng phải cố mà fake đi chứ. Chơi mẹ thron thế. Buông thả quá. Ừ. Ủa, mày bảo tao sống từ gì ở tai đi mẹ.
Thầy ra thầy. Chú là gì? Đéo hỏi ai cả, một đống người đứng đấy, chú là gì? chết luôn, không biết phải chết luôn. Rồi, để tán đây. Những câu hỏi đáng sợ. Ê ơi. Oh my god. Mấy chất bùm bùm anh ở lâu lắm không bắn này.